Anh em lên đá cái tập hóa luôn không nhỉ? Ok. À từ nay thì phải hết cái tập 3 cái tập hóa, 5 cái tập hóa. Tới đi xem bài, đi xem bài. Xem đi. Về thôi các bạn ơi. Xem thạch nào. Mỗi gang một xe, mỗi gang một xe. Má đi cứu ngân hàng xong đi xe buýt về. Cho tôi thêm xe. Xe mỗi gang xe, xe màu hồng nữa đi. Mỗi xe một gang đi, Để hình lái bốn đây, xe này để hình lái. Đi đâu đây anh em ơi, đi đâu đây? Anh em mình đi bắt ma đi. Đi giang hồ mỏng đi qua bên kia. Giang hồ mỏng đi qua bên kia đây. Giang hồ mỏng đi, đi lên. Bất cả mình, Mọi người ơi, đi du lịch đi. Làm chuyến du lịch nhé. Đội anh em mình đi quần đây, du lịch nhá. Tam đảo nhá. Quay thành phố nhá. Đi Tam đảo đi. Rồi, Sapa luôn đây bạn ơi. Sapa đây. Sapa nhá. Mà đi cướp xong rồi đi du lịch, mà sướng thế nhở. Chỉ thế nhở. Chơi đi anh em ơi. Mày coi chừng mày chết chứ tao mày. Trong mặt thằng mặt thằng nào là trong chiến thế, đi du lịch này dở luôn. Anh em bật góc góc nhìn thứ nhất đi, ấn cái V đi nhìn mặt thằng nào đen tối à. Hello. Ừ, em chỗ này sợ em ngã đấy. Ôi, cái điều em nói lên shit đi. Cái điều nhất ở trong cuộc đời là mày ơi cho tao chén mày đi, làm đéo gì con nào nó đồng ý lần đầu tiên. Ây à, rất là mất thời gian ông Hải Vũ luôn. Bây giờ hai đứa thì cứ thế vào phòng ôm hôn các kiểu sờ mó linh tinh là nó tự ấy thôi. Cảm xúc nó phải dâng trào thì nó sẽ tự tới thôi. Em ơi, cho anh chén em cái. Con mẹ ẩm thề. Tôi mà làn bà, là đàn bà tôi vả nó thằng ấy vỡ mồm. Quá. Cha mày đổ để cắn thử coi được không? Em đổ thử rồi, nó không đúng. Cái lồn đông thế cái lồn. Bố dài lại mà, anh em bay hết lên thành phố khác luôn. Đâm anh cu á. Được rồi, hôm nay sẽ ngoại lệ cho thằng Chip nó lái anh em đi máy bay một lần. Anh em, đây là Chip, lấy máy bay ra đi em. Ok anh ơi. A few moments later. Ui, to chưa kìa. Cái gì đấy? Ui. Thật là tuyệt vời. Ui, cứu mình anh cu ơi. Cứu em phát. 47 kìa. Ôi cán chết người rồi. Ờ nó đây này. Đừng đi. Revive. Ok. Duy ơi lên kiểu gì anh Duy ơi? Lần đầu tiên thấy cái nào to vậy luôn á. Lên kiểu gì anh Duy ơi? Nào Việt. Chưa biết lên kiểu gì từ đã tìm kiểu á. Ờ mất mẹ rồi. Mẹ luôn kìa. Ờ dạ. Mẹ không lên được rồi. Ôi rồi, cái gì đây? Ôi giời anh ơi. Chết. Cái quạt nó chết đấy. Anh em quạt nó chết. Anh em lên đi mốt lên nhá. Đừng gọn ra đi anh em ơi, đừng gọn ra đi cho người ta lấy máy bay. Để nó lấy máy bay đã rồi lên. Chạy ra gì đâu. Bớt phản lực rồi á. Con này không đủ chỗ, con này làm sao đủ chỗ được. Bé tí à. Thêm con nữa. Bên này. Cú lại không? Ôi đẹp lại. Anh cho. Tạo qua 10 cái. Thế đi máy bay thế là như thế nào? Tạo ra cả anh cho anh cù tạo hình bún ấy. Thu bánh vào anh đi thôi. Đi thôi. Được thế nhỏ. Thu bánh nút cài nút lờ nhỉ? Xem bữa này khác. Nút gái. Ok. Thế nhỏ. 4 cặp lắp máy bay luôn. Máy bay đang tăng độ cao đề nghị quý khách thắt dây an toàn vào đến chỗ ngồi. Ok quý khách. Quay. Bấm F để được xin tele. Bay. Đề nghị các quý khách không hoành rắm dưới mọi hình thức nhá. Anh cái đường biển vòng. Duy còn nhớ cái chỗ nào đi tìm cái xác không? Mình đi khám phá đại dương. Xác xác ở đây là ở đây tôi binh à, tôi binh à. Tôi binh à. Đấy là em binh rồi, em binh rồi đấy. Ok vậy đi ra đấy nhá. Trong binh có vẻ không biết đáp đâu thì. Đang đáp luôn đó. Lắp luôn ở kia à? Có cái mỏm to đùng kia à? Ok. Tôi thì không thể nào mà đạn hạ cánh được rồi, cái này nó phải có đường dây nữa.
Đắc được anh ơi, anh nhìn em đang ở cái đường bên cạnh. Ai đang lái đây? Bạn nhảy ra đi, ai lái? Ok. Không nhảy. Chết thì mới bay luôn đi. Sao mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mà. Á, chắc chết đói đấy. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Không chết đói anh ơi, em vẫn còn nguyên đấy mà, vẫn còn nguyên bánh mì với cả nước mà. Ok ok, hạ mà chưa nhỉ? Ai đang lái đấy? Không ai lái đâu, máy bay không người lái, máy bay không người lái. Không người lái à? Ai qua lái thôi. Yên tâm. Thế em có nhiệm vụ. À cái thằng Phúc này, à cái thằng Kiên này. Nhưng mọi người nhảy hết xuống biển đi, đi lặn đi mọi người. Nhảy xuống biển đấy, nhảy xuống biển đấy. Không, chứ không gì. Cánh quay đảo thì được nhưng mà phải cái đảo nào dài một tí. Đây, nghe đảo đấy, không ấy được. Đi đợi cho bạn này. Đấy, tôi đợi bạn này. Tôi thấy bạn này kìa, tôi đang bơi mẹ như chó này. Ủa, 1k2 người xem bạn bơi kìa. 1.200 người xem bạn bơi. Rất mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi tìm 7 mạng xác chết ở ngay dưới đáy biển này thôi. Không bằng mình là mạng rồi. Anh ơi, em là mạng thứ 8 rồi anh ơi. Mày chết thôi. Nó ở chỗ nào nhỉ anh em nhỉ? Đây đúng không? Tao, tôi có nghiệp vụ quân đội lâu năm nên tôi có thể nín thở không cần bị lặn. Amen. Đó là Phong nhỉ? Đi, hơi sáng đấy. Nhảy lên giết tôi ơi. Chỗ nào mày nhớ chỗ nào không? Đây. Đi nhà chưa? Anh có bình lại không? Đây là anh Duy ơi, một xác anh Duy ơi. Đâu? Anh nhớ mà. Đây. Ờ đúng rồi. Thằng Phong đi đúng đấy. Đéo có bình lặn chết đấy. Duy kìa ăn nước mà nước cái kìa ấy rồi. Ok. Xác ở đâu anh Phong anh? Xác ở đâu? Đây, thấy em chưa? Đây, ngục thẳng xuống. Đấy, một xác trắng à. Đâu? Đằng sau. Đây anh đang ở chỗ mày anh Phong. Đấy, lên đằng sau kìa. Đây nè. Thấy rồi. Bê nó lên đi. Đây, bê bên này thấy chưa? Đây. Phong bê nó lên đi Phong. Thấy chưa? Em tiêm. Đây, một cái rồi. Phong ơi, có binh lặn không Phong? Không có đâu. Ui, mất máu đấy. Hay là tổ chức đám tang cho nó ở đây nhỉ? Má. Ôi, cho nó cái bê này nhìn này. Đây, cho nó bay nhắm màn này nhá. Ui, bảo loa dưới nước, loa anh chống nước à? Xịn nước mà, loa anh phúc. Xác anh em ạ. 8 cái xác. Bầu. 7 cái xác. Mai nghe luôn nhá. Anh, em thấy có mất 2 máy bay thôi. Hình như 2 máy kia mất tích rồi. Em cùng ơi. Mất tích, hiện tại anh em mất tích 2 cái máy bay anh ạ. Ngồi trên lái gì nhỉ anh nhỉ? Ôi nó dựng lên này, Nó nghe tiếng nhạc ấy, nó nghe tiếng ấy. Ôi. Báo cáo chết này. Anh em mình tổ chức đám ma luôn luôn gì nữa. Ấn đây mọi người. Đây ấn kiểu gì đây. Ui. Thầy mẹ. Cái gì vậy? Cá chết này anh ơi. Chết anh thôi. Okay, okay, okay. Okay, okay. Cố ngay mạng thứ 9 ở đây rồi anh ơi. Nào, nhầm anh ơi. Xuống đây em ơi. Chứ là ma nó đi, nó chết oan uổng rồi. Em lại đi tìm xác à? Đi tìm xác anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi, ra đây đi anh Hiếu. Còn không biết ngày xưa anh Hiếu mua mấy cái bình lặn cho em mượn anh Hiếu ơi. Ngày xưa thằng kia nó sói làm cái gì nhỉ? Ăn đâu ra đấy làm gì đâu. Anh ra đây đi. Qua đi tìm xác rồi mà. Rồi. Tao đi làm, tao đi mua. Em cũng đây. Ôi dồi, bà Hami bà nhèo đây. Chết à? Cút rồi. Nhìn đây là cút rồi, chắc thứ 8 rồi. Bây giờ trời tối anh em mình lên săn ma đi Duy ơi. Lại săn lại đi, trời tối rồi lại lên đấy đi. Đi nghe. Ôi đi. Ôi sao em đi đây, trời cút rồi. Người cút rồi bảo
Ông Bi này cút. Oxy lên 100% xong tất nhiên nhảy xuống công luôn ạ. Bạn này hồi trăng rồi. Bạn không được ngồi dùng liên tục đâu. Không được dùng liên tục đâu. Tôi thấy xuống 25% tôi dùng cái xong rồi lên 100%. Không được đâu, không cộng dồn đâu. À, nổi lên anh ạ, nổi lên mới dùng. Ông anh Bi này rất phế. Đây rồi, anh chạm phế rồi, anh dậy rồi. Ôi, ôi. Rồi, chúng ta lên thuyền thôi, à lên đây thôi anh em ơi. Thế bảo là con này nó còn khóc hay sao ấy anh em ạ? Nó khóc nữa mà. Rồi. Không gọi tên là không chồng nó. Rồi, chỗ bán tùa này. Này. Nó ngang thôi, nhưng mà kiểu đi nó không tiếc. Nó độ bền nó trâu thôi. Đâu? Đâu đâu em đâu á? Dưới kia mà. Ở đâu ấy nhở? Em đâu ấy Hami ơi? Đây đây, đây, đây dưới lại đâu, dưới lại, dưới lại, dưới lại, dưới lại, dưới lại. Có chưa, có chưa, có chưa? À ở bên kia chứ. Bên này, bên này, bên này. Đi theo anh vua rồi nhá. Dạ nhờ, bên tôi đây. Ờ, đội kèn trống vào vị trí nhá. Đánh trống thổi kèn, đánh trống thổi kèn. Ôm kè tí có làm sao đâu mà, mấy game nóng như kem. Kèm mát, kèm mát kìa. Ôi, nó kia, nó kia, nó kia, nó kia, nó kia. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó kia, nó kia, nó kia, nó kia. Alo. Em ra che ô cho nó phát. Anh em để tôi zoom này anh em ơi, tôi zoom này. Ê hả, xì ba. Nhìn mình là thế đéo nào nhỉ? Nó nhìn em hả? À, xì 4, xì 5. Nó nhìn anh, nó nhìn anh chứ. Nhìn em. Nhìn em chứ. Nhìn em. Nhìn anh ấy. Thì nó nhìn anh ấy. Nó nhìn là gu ấy, nó nhìn là gu. Chào anh là dây. Đứng đây từ chiều. À, xì ba. Ủa, đây là cu hay sao ấy? Bây giờ anh em mình đi đi vào xem cái vết máu thôi. Lửa à? Ảnh này có xe thằng bác sĩ đâu lên này. Một cái ảnh. Con bắt rồi. Con bắt vết máu không? GOC. Vết máu à, vết máu à, GOC à. Đây đây. Mất rồi. Đây đây là tên của chồng nó sao ấy. Máu đâu? Tí em đổi, tí em. Đứng xa ra thì mời mời thấy ma mọi người ơi. Đứng xa ra thì anh em mới nhìn thấy ma. Đứng xa ra mọi người ơi. Tội bạn quá, 10 này bắt bạn đi đi cứu người. Đấy, nó lại hiện lên rồi kìa. Phong tôm đâu rồi? Thằng phong tôm đâu? Phong! Anh Duy à? Mày vừa làm gì? Mày vừa chặn xe tao. Tao lằn nhằn chết cả đường. Đứng mẹ mày đấy. Tao chết chết cả mẹ mày. Ma kìa anh ơi. Ma kìa anh Duy ơi, anh Duy ơi. Anh Duy có ma kìa không? À, bây giờ ăn quả Nguyễn Ngọc Ngạn vào đây nữa thì chấm hết nhờ. Theo như Duy tìm hiểu, con ma này là bị chồng đẩy xuống anh em ạ. Con chồng rồng giết nó và nó lấy máu của mình khắc tên lên cái bia mộ này. Đây là một oan hồn. Nó chỉ xuất hiện tầm khoảng 5-10 phút một buổi tối thôi. Và cái giờ này. Thấy bảo là sau khi chồng nó giết nó là chồng nó lên thị trưởng hay lên cái gì ấy. Lên một chức rất là cao. Hello. Bây giờ có quả Nguyễn Ngọc Ngạn là hết nước chấm ấy nhở? Thôi anh em ơi, mày à mày, người ta đã chết rồi còn bắn người ta nữa, trời ơi là trời. Thúy Nga hình này. Đi này, đừng bắn nữa anh em ơi. Ở đâu rồi? Mày vừa làm anh lật xe xong rồi anh làm chết luôn. Giờ mày thích gì hả Bin? Phong mày. Không lấy xem mà em không biết đâu. Anh lặng lại, anh lặng lại. Anh vừa kêu dậy đấy. Im lặng, im lặng nghe chuyện đi. Nguyễn Nhân phụ trách. Anh em ơi, anh em ơi. Gì đây? Ui, nó lại hiện lên kìa. Nó lại hiện kìa. Buổi chiều hôm ấy, trời mưa phùn rả rích mãi, kéo dài đến tối vẫn chưa ngưng. Dung tới điểm hẹn, nhướng mắt nhìn ngã xuống nhà cho chắc chắn, rồi quẹo xe vào hẳn trong sân. Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt trên mảnh vườn nhỏ có cây liễu khá lớn. Tàn lá rũ ướt thỉnh thoảng cúi rạp xuống theo từng cơn gió vù vù thổi. Anh Gu ơi, ngồi đây anh Gu ơi. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 giờ. Dung tắt máy, ngồi lại trong xe. Mở to mắt ngắm căn nhà mà lát nữa nhân viên địa ốc sẽ dẫn Dung vào quan sát. Vì cô có ý định mua cho bố mẹ. Nhìn bề ngoài ngôi nhà không đổ sộ, cũng không còn mới mẻ. Có lẽ vì chủ nhân khi xây đã chọn màu gạch đậm tăm tối để làm cho căn nhà tăng thêm phần cổ kính. Đã thế,
phía sân sau lại có cây phong cổ thụ, tàn lá sừng sững như những cánh tay dang rộng ôm tỏa lấy mái nhà, làm khung cảnh càng thêm âm u. Tuy vậy, thoạt nhìn căn nhà trong ảnh chụp ở văn phòng công ty địa ốc tuần trước, Dung đã bằng lòng ngay. Vì nhà nằm ở địa điểm thuận tiện, trên con đường nhỏ ít xe cộ mà rợp bóng mát, rất thích hợp để bố mẹ Dung dưỡng già. Dung quay nhìn hai bên hàng xóm, mỗi bên cách nhau một khoảng vườn rất rộng, có hàng rào ngăn cách, không ai làm phiền đến ai. Bố mẹ Dung dọn vào đây ở thật là lý tưởng, vì nhà nhỏ gọn ghẽ, việc thu dọn không vất vả như căn nhà vợ chồng Dung đang ở. Dung lại nhìn đồng hồ, thấy còn đến 15 phút nữa nhân viên địa ốc mới đến. Cô lấy làm tiếc, đáng lẽ cứ ngồi ở tiệm ăn thong thả uống trà còn hơn chạy lại đây sớm quá rồi phải ngồi trong xe. Giả như trời quang mây tạnh thì Dung có thể đi vòng ra phía sau quan sát mảnh vườn và cái garage biệt lập, nghe nói chỗ cũ mới sửa lại y như mới. Ok, xin dựng ngay. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Dung bật máy xe, đưa tay mở CD nghe nhạc cho qua thì giờ. Nhưng bỗng cô giật mình, chồm người thẳng lên và chố mắt nhìn. Mẹ, trên này thì nhạc. Mà cửa vẫn đang khóa chặt bên ngoài. Trong nhà không có đèn, nhưng ngọn đèn từ sân sau hắt ánh sáng qua cửa sổ bếp, bạn ngồi nghe nhá, giúp Dung nhìn rõ. Tôi cứu anh Hiếu, anh Hiếu bị đau căng. Người đàn bà chắc còn trẻ. Đâu rồi, đưa kia. Đi anh em đi, đi đất. Đi. Đi anh em ơi, đi anh em ơi.